Tối 22 tháng 6, lễ trao giải chia cốc vàng của Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải SIFF lần thứ 26 diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc. Đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng tham dự với tư cách chủ tịch ban giám khảo. Bên cạnh đạo diễn Trần Anh Hùng, các thành viên khác của ban giám khảo năm nay gồm có đạo diễn kiêm biên kịch Rob De Heer của Úc, đạo diễn Matthias Gassner của Đức, nam diễn viên Lương Gia Huy của Hồng Kông, đạo diễn Santiago Mitre của Argentina, đạo diễn Son Tha-gyan của Tây Tạng và thành viên nữ duy nhất là Minh Tinh Châu Tấn. Theo Hollywood Reporter, giải chiếc công vàng quan trọng nhất dành cho phim hay nhất của Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải 2024 thuộc về phim The Divorce của Kazakhstan do Dania Salamat đạo diễn. Bộ phim khám phá chủ đề hôn nhân, tôn giáo và quyền phụ nữ qua câu chuyện của một cặp vợ chồng đang vật lộn với viễn cảnh ly hôn. Đạo diễn Trần Anh Hùng là người trao giải thưởng quan trọng này cho đạo diễn Dania Salamat. Ban giám khảo liên hoan phim khen ngợi cấu trúc tinh tế của phim The Divorce khi có sự hòa trộn của hài kịch, trò hề và bi kịch. Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 26 khai mạc ngày 14 tháng 6 đã quy tụ các nhà làm phim và người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Sự kiện đã tạo ra một nền tảng chiếu phim trực tuyến, ra mắt showbiz chủ đề liên hoan phim ngoại tuyến và các hoạt động khác nhằm tôn vinh điện ảnh.